Tháng 3 năm 2012, Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện 5 trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn có sử dụng chất tạo nạc thuộc nhóm Benta Angonit. Tháng 5 năm 2013, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xét nghiệm mẫu bún lấy từ 2 cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh. Kết quả cho thấy trong bún có chất huỳnh quang, một loại hóa chất có khả năng gây ung thư. Tháng 11 năm 2013, Công an Hà Nội đã bắt giữ vụ vận chuyển 80.000 lọ dung dịch kích thích giá đỗ phát triển đang được đưa ra thị trường. Đây chỉ là 3 trong số hàng trăm, hàng nghìn vụ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Khi mất niềm tin ở thị trường bên ngoài, người tiêu dùng đã tìm đến hệ thống các siêu thị vì cho rằng siêu thị bán hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cứ đều đặn một tuần một lần, bác Nguyễn Minh Châu lại đến siêu thị mua thực phẩm cho gia đình mình. Thế nhưng thực phẩm mua ở đây cũng không được như ý muốn. Tôi thường xuyên đi siêu thị một tuần một hai lần thì tôi có mua đồ ở siêu thị, nhưng mà ví dụ như thịt bò, xương bò đấy, tôi mua ở siêu thị về thì khi để ở ngoài cái gian hàng đấy nó không đảm bảo cái độ lạnh, cho nên nó không tươi, về đến nhà là nó bị hỏng. Biết là mua phải những mặt hàng kém chất lượng, nhưng bác Châu không nghĩ đến chuyện khiếu nại bởi giá trị món hàng không lớn. Và đây cũng là tâm lý chung của người tiêu dùng Việt Nam khi không biết tự bảo vệ quyền lợi của mình. Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ tháng 7 năm 2011. Tuy nhiên, người tiêu dùng lại không mấy mặn mà với việc bảo vệ quyền lợi cho mình. Một phần do khâu khiếu nại thủ tục rườm rà, phần quan trọng hơn nữa chính là sự không tin tưởng vào các cơ quan quản lý chức năng. Hiện nay ấy, thì cái việc mà người tiêu dùng đã được các cái quy định của pháp luật là đã bảo vệ rất là chặt chẽ trong các cái luật rồi. Tuy nhiên thì cái thực tế là ở rất nhiều cái quyền lợi của người tiêu dùng bị xâm phạm, từ cái rất là nhỏ cho đến những cái hàng hóa có giá trị lớn. Thế tuy nhiên thì ở người tiêu dùng có cái thái độ là thường là người Việt Nam mình là ngại va chạm với các cái cơ quan chức năng. Thế vì vậy mà dẫn đến là họ đối với hàng hóa nhỏ thì thường họ là bỏ qua và họ không tiến hành khiếu nại hay khiếu kiện gì cả. Tôi nói ví dụ rau sạch, nếu ký hợp đồng chặt chẽ, phải rau không héo, có địa chỉ sản xuất, có hợp đồng kinh tế, như thế siêu thị hoàn toàn chịu trách nhiệm, cứ bán thôi. Nhưng mà nếu rau trong siêu thị mà héo, thối, bán hàng không có nhãn, mua bán không hợp đồng, siêu thị phải chịu trách nhiệm, lúc đó nó rõ ràng, cho nên cứ thế mà trẻ ra mà quy trách nhiệm. Mất tiền chỉ là câu chuyện nhỏ, nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Liệu đến bao giờ các nhà sản xuất, các nhà phân phối thực phẩm ở Việt Nam củng cố lại được niềm tin từ người tiêu dùng?